Mối lương duyên giữa Quang Hải và Hà Nội FC đang là đề tài nóng hổi trên khắp các mặt báo trong và ngoài nước. Đẳng cấp của Hải còn là không phải bàn cãi. Sau đây, hãy cùng Nextsport xem lại top 10 siêu phẩm tạo nên giá trị đặc biệt của Nguyễn Quang Hải, ngôi sao đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. 1. Bàn thắng gỡ hòa 2 đều của Quang Hải vào lưới U23 Qatar tại bán kết U23 châu Á 2018. Chắc hẳn, người hâm mộ Việt Nam không quên được bàn thắng quý hơn vàng của Quang Hải trước U23 Qatar. Phút 88, tiền vệ sinh năm 1997 đã thực hiện cú ngoặt bóng trước một rừng cầu thủ bên phía Qatar rồi tung ra cú cứa lòng khiến cả sân vận động phải nổ tung. Bàn thắng này mở ra cơ hội giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar trên chấm penalty để vào chơi trận chung kết. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần. Đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc của Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một rừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu bồng, đường cong quá mỹ miều. 2. Pha sút phạt vào lưới của U23 Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á năm 2018. Cuối hiệp 1, thời điểm U23 Việt Nam đang bị dẫn trước 1-0, chúng ta được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Quang Hải là người nhận trọng trách thực hiện. Tiền vệ số 19 đưa bóng vòng qua hàng rào, bay vào góc chết khung thành U23 Uzbekistan, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Bàn thắng lịch sử này sau đó được cả thế giới gọi là cầu vồng trong tuyết vì đường cong tuyệt đẹp mà Hải Con đã tạo ra trên mảnh đất Thường Châu, Trung Quốc. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy, những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chăm chịu, đã biết cách để nâng niu nó. Anh người dùng có thấy không, khi chúng ta được bỏ mặt ông Quang Hải Con đã ra khi mà tôi hiểu rằng đó là một tình chỉ định người xuất phạt. Và đó là những cái khí hậu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức những khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. 3. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Malaysia tại trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Phút thứ 40, sau tình huống tấn công bất thành bên cánh trái, Văn Hậu nhả quả bóng về cho Quế Ngọc Hải. Thủ quân của đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ bấm bóng vào khu vực cấm địa cho Quang Hải thoát xuống. Tiền vệ Quê Đông Anh che người để bóng đi qua tầm khống chế của trung vệ Sarunsat. Sau đó, ngả người bắt vô lê bóng sống vào góc gần khiến thủ thành của Malaysia không kịp phản xạ. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phá được mấy việc đi và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên. Quế Ngọc Hải là người đóng vai trò kiến tạo. Một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải và lưới của Malaysia đã rung lên. Không thể nói trước được gì về những miếng đánh của Phan Sơ. Trung vệ Ngọc Hải lặng lẽ băng lên và truyền bóng điểm rơi cho Quang Hải. 4. Đường cong mỹ miều mở tỷ số vào lưới của Yemen tại Asian Cup năm 2019. Trong tình thế buộc phải thắng ẩn số Yemen ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã được cởi bỏ áp lực với pha làm bàn ngoạn mục của Quang Hải. Phút thứ 38, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt, tiền vệ số 19 là người nhận trọng trách. Quang Hải đã tung ra cú sút chân trái kỹ thuật và góc cao khiến pha bay người của thủ thành bên phía đội tuyển Yemen chỉ tô điểm thêm cho cú sút phạt mãn nhãn của Hải Con. Siêu phẩm ở Thường Châu đã xuất hiện trong trận đấu ngày hôm nay ở An Lai. Thật tuyệt vời với bức Quang Hải tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ ở cột mốc 38 với một cú sút chân trái tuyệt vời làm tung lưới của Yemen. Quang Hải đã nén lại như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. 5. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 bởi lưới đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Phút thứ 62, nhận bóng từ đường chuyền của Hồng Duy, Quang Hải thực hiện cú vung chân từ ngoài vòng cấm, bóng xoáy, đi chìm và chéo góc, không cho thủ môn của Indonesia có cơ hội cản phá. Bàn thắng vừa đẹp lại vừa quan trọng, dập tắt mọi hy vọng có điểm của Indo. Vỡ tâm lý, hết trận, Indonesia thất thủ 0-4 trước đội tuyển Việt Nam. Không
quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng ghim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Sáu, bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Hàn Quốc tại vòng bảng U23 châu Á năm 2018. Phút thứ 17, xuất phát từ pha bóng bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu vượt qua hậu vệ U23 Hàn Quốc, thực hiện đường chuyền ngược, Công Phượng làm động tác giả, nhà bóng cho Quang Hải băng vào tung cú sút tuyệt đẹp vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Cú cỡ lòng bằng chân trái tuyệt vời của Quang Hải. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu, với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar. Chúng ta xem lại pha bóng này một lần nữa. Pha nhả bóng của Công Phượng cũng là rất hay, rất tỉnh táo để bóng đến đúng vị trí, đúng tầm chân dứt điểm của Quang Hải. Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10. 7. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Viettel trong trận chung kết Cúp Quốc gia năm 2020. Phút thứ 88, ngôi sao được kỳ vọng nhất Quang Hải tỏa sáng với khoảnh khắc quyết định. Từ nỗ lực đánh đầu của Thái Quý, Quang Hải đón bóng và tung cú bắt vô lê không thể cản phá vào góc gần, đánh bại nỗ lực bay người của thủ môn Nguyên Mạnh. Bàn thắng của tiền vệ Quê Đông Anh đã giúp Hà Nội lội ngược dòng kịch tính 2-1 và trở thành đội bóng đầu tiên sau 16 năm bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia. Và Hà Nội đang lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước đối thủ. Nguyên Mạnh bị đánh bại lần thứ hai ở trận đấu ngày hôm nay. Gương mặt trầm tư của huấn viên Trương Việt Hoàng, đội bóng của ông đã vươn lên nhưng không thể duy trì được thành quả, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Hà Nội vẫn biết cách chứng tỏ bản lĩnh của họ, và hơn ai hết, những cầu thủ ngôi sao mới mang lại giá trị cho trận đấu này. Đội trưởng Văn Quyết đã kỳ vọng rằng một cá nhân nào đó có thể nổi bật và định đoạt trận đấu. 8. Cú vô lê trái lưới Sài Gòn tại giai đoạn 2, vòng 6 V-League 2020. Kết thúc giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, lúc này tỷ số đang là 1-1. Ngay ở đầu hiệp 2, phút thứ 47, từ nỗ lực phá bóng của hậu vệ bên phía Sài Gòn, từ pha tạt bóng của Văn Quyết, bóng bật ra đến vị trí của Quang Hải. Anh thực hiện cú vô lê cực kỳ đẹp mắt ngoài vòng cấm địa, khi thủ thành bên phía Sài Gòn chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, giúp Hà Nội FC tiếp đà hưng phấn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Sài Gòn. Bàn thắng của Quang Hải có thể nói là bàn thắng ở đẳng cấp thế giới. Hãy cùng xem lại pha lập công vừa rồi của Quang Hải. Cú sút bóng sống đầy cảm giác. Cú sút bóng sống không thể chê vào đâu được. Quá hay cho pha dứt điểm vừa rồi của Quang Hải. Và một lần nữa thì các cổ động viên của Hà Nội có cơ hội ăn mừng. Gương mặt đầy kiêu hãnh của Quang Hải sau khi ghi được bàn thắng vừa rồi. 9. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 18 V-League 2019. Phút thứ 63, tỷ số lúc này đang là 1-0 nhìn về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận đường chuyền từ Văn Quyết, Quang Hải với pha xử lý khéo léo tung bóng qua đầu hậu vệ đối phương rồi dứt điểm treo góc, khiến thủ thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải bó tay. Chúng ta hãy xem lại pha bóng này. Đầu tiên là một pha gẩy má ngoài cực kỳ kỹ thuật, bóng vô tình chạm đầu của Hữu Tuấn ngược trở lại với Quang Hải, và sau đó là một cú đá treo góc không thể cản phá. Cú đá quá hiểm, căng và sệt đi về phía góc xa, sát với cột xa. 10. Bàn thắng an ninh tỷ số 3-1 của Quang Hải trước Hải Phòng tại vòng 6 V-League 2019. Ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu, sau pha sai lầm của Lâm Quý bên phía Hải Phòng FC, Quang Hải bứt tốc, chớp thời cơ giành được bóng trước khu vực cầu môn và tung cú sút vào góc cao của khung thành, khiến thủ thành bên phía Hải Phòng bất lực. Bàn thắng của Quang Hải giúp Hà Nội ngược dòng thành công, ấn định tỷ số 3-1. Vừa rồi là top 10 siêu phẩm của Quang Hải. Bạn ấn tượng nhất với bàn thắng nào? Và giờ đây, hợp đồng của Quang Hải và Hà Nội FC sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 4.
liệu đâu sẽ là bến đỗ thích hợp nhất dành cho Hải Con? Mọi người để lại ý kiến ở phần dưới comment nhé. Đừng quên like, follow page và YouTube của Nextport để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.